tao làm một bài cho nó rõ gọn. Chỉ để chửi cái thằng dế tại nó nhỏ mọn. Cho thằng này là quán quân méo tử tế, chứ đi cỡ đó gặp tôi là tôi bỏ chọn. Nhiều khi nghĩ lại thấy cũng hổ thẹn, chỉ để cách đi vần tới khi sổ giọng. Phản thầy kiếm tiếng xong nó bỏ bạn, quá là dễ hiểu ra nhạc tay ai mà cổ động. Dế này dế máy nè, dế không biết đá nè, dế nó nghe nhạc xong rồi nó quái nè. Dế nó kiếm đường để được làm thân, rồi nhà tao viết hộ đâu cho mấy bài. Dế này dế máy nó muốn được bứt phá, nhưng không được công nhận cho nên nó tức quá. Thôi đành phải chấp nhận nô lệ 2 năm để ký cái hợp đồng xong lên lấy giải. Cha sinh mẹ đẻ Sóc Trăng, bài đặt lên chương trình Em Sống Ở Đà Lạt. Cái thời tao trong cái chợ này lúc đó mày đứng xem biết cái đéo gì là nhạc. Mẹ đồ tao từ 2012, chính miệng mày nói luôn mà bạn. Ở ngoài mày hiền như cục bột mà chỉ dám công cụ bên trong cái nhà mạng. Có thằng nào đi chửi người ta chó mà lại tự nhận mình chính là đồng loại đâu. Cái điểm trừ nó 10 trên 10 từ nhạc tới nghề xong nhiều thứ nó cộng lại vô. Lúc nào cũng nói mình chuyên nghiệp nha, làm nhạc sao cứ phải đi đạo nhái. 14 tháng 2 mà tặng quà không có say quá đà trong ngày Valentine. Tao biết là mày đói content, lôi tên tao ra để cho lên bài. Tao dạy mày chỉ một vài năm kiến thức thì phải học ở đâu mà cho hoài. Nghĩ lại cái số mày còn đen, khoảng cách bằng tao lại thêm dài. Con dế mà nó từng nổi tiếng thì tao chỉ biết con dế của Tô Hoài. Mày đem cái bài nhạc tao viết xong rồi mày đi bán đầy đủ thông tin. Mà cái tội này nó cũng hơi nặng khi giấu luôn hợp đồng nghĩ mình thông minh. Ăn cướp mà nó còn la làng đóng vai người bị hại rồi tưởng mình cao tay. Mà không khéo là có ngày cho ra tòa ăn bánh mình nói chuyện mày muốn hồng minh. Định vợ tao để tu free, tao thấy mày cũng gần giống Bowie. Ngày xưa nó làm cu ly mà suốt ngày hết giờ mày có thôi đi. Tao có con mét xe đi hướng về miền Tây cùng mấy homie. Tính tao có sao thì tao nói vậy, lão đại ở đây chỉ có dân minh. Chứ cái tao rapper dế cô vơ nghèo mà chất. Và tao nắng cho từng chữ em nó o oh yeah thì thào nấc. Rồi nó hỏi tao bần đôi bần ba để lên mạng kiếm kỳ kèo nhất. Xong nó lặn đâu mất tâm, mày đúng là rapper mà tao xem là bèo nhất. Tao biết là mày đói content, lôi tên tao ra để cho lên bài. Tao dạy mày chỉ một vài năm kiến thức thì phải học ở đâu mà cho hoài. Nghĩ lại cái số mày còn đen, khoảng cách bằng tao lại thêm dài. Con dế mà nó từng nổi tiếng thì tao chỉ biết con dế của Tô Hoài.